Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 032. Bài này nằm trong khoa học vô cơ cơ bản 11, chuyên đề bài toán nâng cao về hỗn hợp chất có tính khử. Tác dụng về hỗn hợp gồm có H cộng NO3 trừ. Để xử lý được loại toán này nhanh và hiệu quả, các em cần nắm vững cho thầy bốn cái phương pháp mà thầy thống kê ở đây. Em nào đó mà chưa thành thạo thì các em hãy xem những video này để các em có thể hoàn thiện nó. Áp dụng cụ thể vào bài toán mã số ID 032 này thầy có như sau. Đầu tiên là thầy sơ đồ hóa bài toán. Trong cái sơ đồ hóa bài toán này thì quan trọng nhất là tìm cho thầy cái dung dịch và tìm khí. Thì ở đây người ta cho sẵn khí rồi, hai khí NO và hydro, tìm ngay được số mol của nó. Như vậy từ hỗn hợp khí này các em tìm ra dung dịch này rất đơn giản thôi. Có khí hydro bay lên thì NO3 trừ trong này phải hết. Đó. Thứ hai là gì nữa? Dung dịch của thầy ở đây dự đoán là có NH4 cộng. Lý do vì sao lại như vậy là bởi vì nó có magie, là kim loại có tính khử mạnh. Như vậy chắc chắn là có NH4 cộng rồi. Tiếp theo, sắt của thầy là sắt 3 hay sắt 2 hay cả hai, thì đề thi cho các em nội dung là cho HNO3 vào Y thì không thấy hiện tượng gì xảy ra, nghĩa là cái dung dịch này của thầy không có chứa sắt 2 đó và chỉ chứa sắt 3. Vì có sắt 2 thì là còn tính khử, nó phản ứng HNO3 sẽ tạo ra khí NO ngay. Như vậy kết quả thể tìm được dung dịch này là tương ứng rồi. Bài toán này liên quan đến khối lượng hỗn hợp mà lại hỏi phần trăm khối lượng magie. Như vậy chắc chắn chúng ta nghĩ đến phần giải hệ rồi. Các đặt cho thầy là ẩn A, B và C. Chúng ta lập phương trình về A, B, C là ok. Thứ nhất là thầy bảo toàn nguyên tố liter, thầy tìm ra được N4 cộng sẽ bằng 2C, 2C này cộng với lại 0,01 trừ đi 0,04, như vậy sẽ bằng 2C trừ 0,03. Phương trình đầu tiên là phương trình khối lượng hỗn hợp. Phương trình thứ hai là phương trình bảo toàn E. Magie cho 2E là 2A. FeO của thầy lên sắt 3 cho đi 1E là B. CuNO3 hai lần không thay đổi số xóa. Số E nhận sẽ bằng 0,04 nhân 3 là NO nhận 3E. 0,03 nhân với 2 là hydro nhận 2E. NH4 cộng nhận 8E. Phương trình thứ ba là bảo toàn điện tích cho dung dịch này. Kết quả thầy giải hệ ra sẽ tìm ra A bằng 0,12, B bằng 0,02 và C bằng 0,02. Từ đó các em tính phần trăm magie rất đơn giản thôi. Kết quả bằng 25,53%. Đáp án gần nhất của thầy phải là đáp án A, 25%.